hai anh chị sẽ hiểu một cái điều như vậy này. Tùy từng cái trường hợp cụ thể chúng ta sử dụng cái công cụ nào. Cái vấn đề đó nằm ở chỗ là cái khi mà các chị có cái tool set rồi đó, nghĩa là cái tập cái kỹ năng rồi đó, thì cái vấn đề còn lại là cái mindset thì dùng nó cho việc gì mới quan trọng. Có nhiều người cứ hù có một cái nhà cứ mở báo mua bán đang rồi lên mạng đang sai. Lý do tại sao sai? Chị cần phải hiểu sâu hơn về cái vấn đề là cái công cụ mà chúng ta đang sử dụng. Báo mua bán nó sử dụng hiệu quả trong trường hợp nào? Ngoài báo mua bán thì còn cái kênh nào để chúng ta bán được không? Đó là những câu hỏi đặt ra. Tại sao mà nếu mà đang báo mua bán 6 tháng mới bán được thì tổng cái tiền mà chi phí bằng nhiều quảng cáo đó, chút xíu chúng ta sẽ khảo sát giá luôn, hôm nay là nói cực kỳ thực tế. Tổng cái số tiền mà các anh chị chi cho báo mua bán vấn đề quảng cáo cộng với là cái tiền mà các chị chờ đợi thời gian 6 tháng đó là bao nhiêu tiền? Như vậy thì nếu mà có cái kênh khác mà nó hiệu quả hơn trong thời gian chỉ vòng 1 đến khoảng 2 tháng có thể bán được thì chúng ta có nên sử dụng không? Đó là câu hỏi.